Xin chào tất cả các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt ở đường Lũng Cáng nha các bác nhá. Thì ở video trước Mạnh có chia sẻ tới tất cả các bác biết là đang hạ tới cấp thứ 5. Bắt đầu hạ tới cấp thứ 5. Thì cái cấp thứ 5 này được bao nhiêu rồi? Thì bây giờ thì Mạnh sẽ vào chia sẻ lại cho các bác biết. Và hôm nay thì anh Sự là có việc xin nghỉ nha các bác nhá. Đi tận lên trên Quản Bạ cơ. Thì không biết là gia đình anh có việc gì thì anh có điện cho Mạnh là xin nghỉ một ngày hôm nay. Thế thì bây giờ Mạnh sẽ vào trong đó để ghi lại những cái gì ở vách đá này đang diễn ra nhé các bác nhé. Đây lúa của nhà bác chú Xì này nè. Bắt đầu chớm ra đồng hết rồi nè. Bà con thì hôm qua, đúng không, hôm qua là có gạt những cái đất ở trên cái vách kia kìa. Nhưng mà gạt không ăn thua các bác ạ. Thời tiết nó cứ nắng nắng như này, nó lại cứ long ra dần, nó khô, nó cứ rơi dần thì hôm nay khả năng các phải làm cách nào để khai thác nó thật sự là triệt để, kiểu mình cứ gạt đi xong hôm sau nó lại khô. Mưa thì nó lại lầm hết đường lên. Còn nắng thì đấy, nó lại long long những cái đất đấy ra thì bây giờ phải gạt đi, bởi vì máy bây giờ càng ngày đứng càng dưới thấp ấy các bác. Đây những lúc thời tiết khô mà máy mà ra được, có phải san được những cái chỗ này, sửa được những chỗ này thì đẹp quá. Gạt hết lại một lần nữa. Những chỗ nứt chỗ niếc này nó được bù đất thêm vào, chỗ lồi chỗ lõm. Ở ngoài đầu tuyến cái cỏ còn mọc rồi cơ. Cỏ có chỗ còn mọc. Trong này còn đang lo một chỗ nữa là như này các bác này. Quanh ra cái thớt tiếp theo này bắt đầu có cái chỗ này nó đang vào cái chỗ hàm ếch này. Còn đang lo. Nếu mà đi cao hơn một tí thì nó bằng được máy đấy, nhưng mà nó lại có hàm ếch vào. Còn nếu mà đi ở dưới một tí thì sợ nó cao quá. Mà đứng ở chỗ này thì nó tròn von. Máy nhìn thấy đứng ở chỗ kia là thấp lắm rồi. Đây là đang lo ở chỗ này các bác. Đấy. Cái chỗ này nó hàm ếch vào, đứng khiếp phết đấy. Kinh nhá. Chỗ này nó lại bé xong nó có cái... nó lại có cái mô đá này ra thì sợ nó hích vào người, cái nó lại sệ đến đây ngay ấy.
À, chào Dư nhá. Thăm dầu đổ nước chưa? Em chào anh Tỏa nhá. Chỗ này phải lấy cái cây nó phải dài hơn, cái cây hôm qua hôm kia ngắn quá. Cái cây gạt hôm nọ nó hôm qua hôm kia nó ngắn, không ăn thua. Ấy, nhìn được nhiều phết rồi này, máy đứng ngay đây rồi. Sáng ra nó hay mất giọng các bạn. Xong đi chặt cây luôn nhá. Đi chặt cây luôn thì máy nó đang làm ở ngoài này. Đánh Tỏa. Đi chặt cây luôn để máy nó đang làm ở ngoài này nó mình gạt ở trên kia nó dễ hơn. Cây này to làm sao mà đưa được lên. Cây nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cây nó phải khỏe vào. Khỏe hơn cái cây nó hôm qua vào. Cây hôm qua yếu lắm. Ôi. Lại cứng rồi sao này. Bùn hết bộ răng luôn. Cứng rồi đấy. Cái cây này của nhà bác Tờ hôm qua xin bác ấy rồi. Bảo vợ rõ bác ấy rồi. Bác cái nhất trí từ hôm nọ rồi, cứ du đi. Cây này để về lâu về dài là không được các bạn. Vẫn phải du bỏ đi. Không mưa gió nó đổ xuống lại vất là. Phần đất này là phần đất của nhà bác Tờ. Bên dưới này là của nhà em Dư. Người khá nhiều đấy, nhưng mà nó đá nó cứ trượt dần đấy các bác. Giờ lại phải đục rồi. Đêm qua cào đến tận chỗ này cơ, nhưng mà nó cứng quá. Anh Giáo ơi, xong đi chặt những cái cây nó cứng hơn cái cây hôm qua ấy nhá. Cây hôm qua yếu lắm. Đấy, xuống được đến tầm đấy nữa là vừa đẹp các bác ạ. Ở đoạn này thì là đẹp luôn, nhưng mà ra đằng này vẫn cao lắm. Đằng này thì vẫn cao. Đằng này nó vẫn còn tầm mười mấy mét này. Làm nào xuống hạ được xuống đến cái mỏm này thì đẹp rồi. Lúc
cái mỏm mà hôm mọi người là có anh giáo và anh Pháo là hai người hạ hôm cuối cùng, là đến đúng chỗ thò đấy ra là máy có thể vớn tới tầm kiểm soát của máy. Nhưng mà cái chỗ này bây giờ nó đang hàm ếch bên dưới cái hòn này ra. Đây này, nó nắng xong nó cứ tự rơi được ra đấy các bác. Bây giờ phải lấy cây đi gãy đi đây này. Đấy. Đấy. Gãy hết đi cho nó làm ở dưới cho nó yên tâm. Không nó cứ thi thoảng nó lại cứ tí ta tí tách. Cái phần này nó còn đỡ nhá, cái phần trên kia kìa. Hôm nay gạt rồi nhưng mà hôm sau nó lại bung được ra. Kiểu trên đấy nó có nhiều đất hơn, dưới này nó nhiều đá thì nó còn chắc được. Anh Sự anh cũng gạt nhiều rồi đấy nhưng mà không ăn thua, không hết được. Đây sau này đường sẽ vào được, vào đến tầm chỗ này các bạn, cái chân nó thẳng ở dưới kia. Từ đây vào là cấp. Cứng rồi các bác ạ, lại phải đục tiếp rồi. Cái này cứ cào cào cho nó đến cái cứng thật luôn nên là lại phải lắp búa vào. Đấy, cây này kháo được đấy. Gạt bằng chỗ này đi xong là bây giờ gạt luôn chỗ này đi xong là máy nó còn đang ở ngoài này. Đến lúc máy nó vào trong này khó gạt lắm. Ông giáo ạ. Lên gạt lại đi, tận trên kia đi. Trên kia qua gạt không ăn thua gì. Gà tít ở trên kia nữa kìa. Giáo à? Đúng giáo rồi. Gạt từ đằng này lại. Một người gạt từ đằng kia gạt vào giữa, một người gạt từ đằng này cũng vào giữa, hai bên lệch nhau ra. Đấy, cây này nó khỏe hơn. Cây nứa kia đập cái nó vỡ. Từ từ đã, để cho anh Tỏa anh đi sang bên này đã. Hai bên gạt chập vào nhau.
tít trên cao ấy. Ấy. Kia kìa, trên kia vẫn còn một hòn kìa. Trắng trắng ấy, tít trên nữa cao ấy. Đấy, rồi tả tôi. Đấy, cây này được chứ cây nứa hôm qua hỏng hết. Cây đấy ngắn quá. Ui. Cẩn thận đấy. Vách này càng ngày càng cao lên các bạn. Ui đấy. Còn đấy. Ui rồi, ui rồi. Giống như sung. Ôi. Đấy nó cứ khô nó lại chảy ra nhỉ. Yeah. Này phải đi, tối phải đi mua dầu thôi. Cái dầu thủy lực ấy các bác ạ. Cái tháo ra tháo vào cái búa này. Mỗi lần nó chảy nhiều phết ấy. Chiều hôm qua đã thấy nó hao hao rồi đúng không? Đấy cây này nó chắc này mà. Ôi ấy. Nó dép vào. Cây này cháu vẫn hơi ngắn hay dựa. Làm nào kiểu mình phải đứng nó chéo chéo đi được. Cái lớp trên đấy nó khô. Rồi để anh đi sang bên này. Không, đừng cố cậy. Cái nào nó chắc chắc rồi là thôi. Không dám ạ. Càng cậy nó lại càng ấy vào. Nó lại càng hở viên kia ra.
Cây của anh tỏa dài á, chọc hẳn tít lên trên kìa. Trên cái mép cỏ á, giáp gần cỏ á. Đấy. Thế. Còn đoạn dưới này sau mình đứng sau. Như này nó rơi ở trên cao đây xuống là những cái viên nó muốn rơi ở dưới này là nó cũng rơi luôn rồi. Ấy, rơi một viên vào mắt cá thôi kìa. Thôi được rồi, anh gạt sang bên kia đi để cho dư gạt bên này đã. Chỗ này sạch chưa? À thế à? Kéo luôn những cái này xuống để cho máy nó gạt xuống dưới. Sau này nó có rơi nó còn nằm được ở chỗ này một phần nữa. Thank you.
cái này nếu mà nó xuống mà cái lượng đá nó nhiều, khả năng vẫn phải huy động đến bà con là đục ra đến đâu rồi cho người đi cào cào trơ ra đến đó cho nó nhanh. Có khoảng độ 3-4 người nữa là vừa đục vừa hỗ trợ nhau thì nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì máy nó có mỗi cái đinh kia nó khó gạt, nhưng mà gạt nó rất là lâu. Đây có cái cuốc bướm này là nó nhanh. Mạnh vừa huy động bà con xuống làm cùng để xem nó có nhanh hơn không nhé các bác nhé. Máy nó đục ra đâu người cào đi ra đó, chứ không kia nó cứ út lại không nhìn thấy chân của nó đâu để đục vậy, mà mất thời gian lắm. Chuyển sang bên kia đục đây, đục lui vào trong này tí đấy cho đỡ vướng. Cái này nó không có thế gạt. Cái cào này xong là tí nữa người lại chuyển sang bên kia, máy lại chuyển sang bên này. Đấy, cứ cào sạch sạch ra ông giáo ạ, cho nó nhìn cho rõ. Gạt gạt lấy cái kia gạt chỗ này ra một tí đã. Đấy hơi gạt ra một tí để mọi người làm cho nhàn. Đấy. Đưa đi. Đấy. Cứ gạt cái to đi, còn đâu để gạt cái lấy cái nhỏ cào sau. Ui này dễ đấy. Này ra đâu sạch đấy. Đúng rồi. Đấy. Người cào hết những cái vụn vụn nhỏ ngoài là được. Đấy được rồi. Lại gạt vào tận trong này này. Tận trong này này anh Tỏa ơi. Ở cứ giáp mép nó. Đấy đúng rồi. Thì nó sẽ trơ được cái phần đá cứng kia ra. Đá mà cứng chứ. Thank you.
Đấy, làm này tiến độ kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn. Ôi dồi, vất vả cho mọi người tí thôi. Đúng rồi đấy. Ôi trông cái đấy nhá, đừng để mất nhá. Được rồi, giải lao tí đã để cho máy nó lại đục sang bên này đi. Vâng, giải lao đứng lên trên này đã. Để cho máy chuyển đục sang bên này. Ôi đấy, này hợp lý đấy. Biết rồi, mệt mà. Nhưng mà thôi, cố gắng. Phải cố gắng rồi, biết làm sao nữa. Đấy, nó sạch như này nó dễ. Thank you.
Rồi gạt ra đi. Gạt đoạn kia ra đã. Lấy đáy cầu gạt ra đi. Đấy, cái này nó gạt nhưng mà nó không sạch được. Rồi mọi người lại vào cào cái chân nó ra để cho nó rõ chân ra, đến đâu nó bằng tít luôn đến đấy luôn là đẹp. Đấy, cứ cào trong ven ra, còn cứ cào trong ven thôi, không cần nó rơi xuống tận dưới kia đâu. Được rồi đấy. Đấy, trong tí máy nó lại gạt được ra. Mình chỉ cần sạch cái phía bên trong này thôi. Mình chỉ cần sạch được những cái trong ấy thôi. Còn ngoài kia là nó lùa được vào kia rồi là nó khắc gạt được ra. Đấy. Người và máy kết hợp nhanh hơn hẳn luôn các bác ạ. Mà nó đi đến đâu sạch quang. Thấp đi nhiều rồi đấy. Mỗi tổ trô này là sáng cũng nắng và chiều cũng nắng. Chỗ vách này. Rồi chuyển máy sang bên kia đi, cào bên này thôi.
Đấy, cứ cào sạch chỗ ven nó ra, chỗ nào cứng thì để lại nó đục. Chỗ cái chân này máy thì nó gạt được, nhưng mà để theo cái khe khe của ven đá này thì máy chịu. Đấy, sạch rồi, được rồi. Đấy, một lúc thôi nhưng mà nó nhàn đi bao nhiêu mà nó nhanh. Đúng rồi, thay gầu liên tục. Rồi. Đấy, ra tầm đấy là máy gạt được xuống rồi. Đấy, mình không cần phải cào hẳn xuống dưới mà cứ để tầm đấy thôi là nó đã gạt được rồi. Chỗ này từ đây vào đây là đá hết đấy, bác phụ cứng hết đấy. Thế thôi, lấy vừa đường máy đi thôi, không đục lâu lắm. Chờ cái gì đang mượn đường đi là chờ à? Thank you.
Ở đây đấy, gạt đi. Gạt cái này ra đi. Đâu người đâu lại lấy cuốc lên đây để cào đó. Để lao một lúc thôi. Để cho hở chân dễ làm quá. Rồi máy lại lùi lại làm cái vết kia đi. Đoạn này sẽ lấy đủ điều kiện để máy đi thôi nha các bác nhé. Đoạn này là về cơ bản là dưới này là an toàn rồi. Vét sâu không nhá, vét thật sâu không? Chỗ nào mềm là phải vét thật sâu không? Vừa nãy định chơi bài đục chéo này cơ các bác ạ, nhưng mà không được, không ổn. Bây giờ lại phải đục theo kiểu một bên thò, bên thụt, bên vào trước, bên vào sau thì người mới hỗ trợ được. Làm đá không sốt ruột được đâu, cứ phải bình tĩnh thôi. Đấy. Rồi gạt ra đi, gạt ra đây xong lại người thôi. Cứ một lúc xong lại người. Đoạn này phải đục dài luôn nhá các bác nhá. Phải đục vào tận trong này luôn này. Tít trong này. Nó mới mềm. Ngoài này nó cứng.
Đấy, cào hở chân ra. Cho máy giải lao 5 phút. Đau hết bụng rồi, đau hết tay rồi. Tớt này không biết mấy hôm mới xong được. Cứ chỗ nào mềm là xuống hết luôn anh Pháo ạ. Bảo anh xem chỗ nào nó mềm cứ xuống hẳn nữa đi. Bởi vì nó đục sâu đúng rồi đấy. Ở chỗ ngoài đấy. Cứ cho sâu hoáy xuống. Chéo. Nó xuống chéo đấy. Chơi các kiểu rồi các bác ạ. Kiểu này là kiểu cuối cùng rồi. Làm nào hạn chế nhất cho bà con đỡ vất vả thôi, nhưng mà vẫn phải sử dụng đến cái phương án này thì mới có thể nhanh được. Đoạn này mà hôm nay mà không có người này, từ đầu đến giờ chắc phải tháo gầu đến mấy cả lắp gầu chắc phải 5 lần rồi. Đúng rồi. Lần thì mất đi 52 là 10, mất đi 100 phút. Hơn 1 tiếng đồng hồ. Tiếng rưỡi. Nên có người vào đỡ đi luôn. Cào sâu được nữa không? Hình như vẫn sâu được nữa đấy. Không, dưới đục rồi, dưới nó đục rồi. Nhưng bây giờ nó đục kiểu nó trượt ra ngoài ấy, anh Pháo. Hẳn ngoài ấy, hẳn ngoài ấy. Đấy. Đấy, nó mềm này. Đang đục đường này là đi chéo các bác. Đi chéo ra đằng kia. Nào nào ra cái vách đầu đằng kia nó thấp xuống càng tốt. Nếu mà nó thấp được, nó đạt được cái sự kiểm soát của cái gầu máy ấy, thì sẽ tiến hành bổ luôn đường dưới luôn. Như đoạn này là chính ra là đã làm được rồi này. Nhưng mà vẫn phải làm đường đi vào phía bên trong. Phía bên trong thì nó còn khá là cao. Đoạn này là cao á.
Đoạn này tắc thật đấy. Thay ca nhau đục các bác ạ. Mạnh vừa đục một lúc rồi, điếc tai lắm. Xuống giải lao tí. Cứ mỗi người đục khoảng 30 phút. Dưới này đang chuẩn bị nấu ăn rồi đây. Ơ có nước gì đấy? Nước tầm gửi. Tầm gửi à? Cho em bát nào. Uống đi. Đang uống dở lại đưa cho người ta. Ngon lắm. Đâm múc cho ba mà. Nước cây tầm gửi à? Vâng. Đấy. Ngon. Hôm nay chuyển không uống hãm nước chè nữa à? Này nghỉ chè. Đâu cây lấy đây á? Cây này đây á? Đây. À đây à? Tầm gửi. Ây à, ngọt phết đấy anh nhờ. Cái này nó có ngọt hậu không? Uống một lúc xong nó ngọt không? Ngọt mà. Cây tầm gửi. Ở đây đúng là các bác nhận không? Măng ngay đây có này. Nước ở đây cũng có này. Chả thiếu gì. Hôm nay chuyển ăn mướp à? Không ăn măng nữa à? Ăn măng nó sợ rụng tóc à? Măng nhiều rồi. Được đấy. Nhưng mà vẫn không bằng nước chè đâu. Nước chè hư. Nước chè uống xong nó ngọt ngọt. Cái này cũng ngọt nhưng mà không đậm bằng cái. Mới đi lấy măng. Măng sắp vào đợt vụ lên cao rồi đấy các bác. Ăn nhiều măng vậy mà không thấy rụng tóc. Chắc không việc gì. Ôi, ổi này. Cây xài thế nhỉ? Chín nhiều. Chín đầy đây. Đây. Ôi. Ăn quả xanh xanh mới ngon. Ừ, ổi hồng. Ổi đào á. Cái ổi đào. Ổi nhiều á. Xài chút kiểu à. Ăn quả vừa tới thôi không nó có giỏi. À lại có vết bấm này. Vết bấm móng tay.
Cây này trẻ con nó không biết chứ nó biết chắc hết rồi. Dư nhỉ? Hả? À nhưng mà chắc nó cũng ăn chán rồi chứ nhỉ? Không, nhà nào trồng nhà đấy ăn rồi. À nó chặt ấy ở đây để xuống làm ấy à, lán này đúng không? Hết rồi. Cái này bé quá. Đây cái này. Đây. Cái này cũng được. Cây trên. Ừ, hai cây, cây này. Ui, sâu sao ấy. Hai cái măng bé cũng được. Bốn cân rưỡi thịt cơ mà. Này mua 4,5 cân thịt luôn. Ui, cái này bự ấy. Ui, cái này nữa là thoải mái à. Thoải mái, hai gái to. Họ đi xuống lấy ớt nữa. Ui, mát lắm. Ui cái này sai nhá. Để sai thế. Cẩn thận kéo chặt vào gốc nó đấy. Nhiều nhiều vào ăn cho nó cay. Được chưa? Đâu? À được rồi. Làm quả ăn chơi dư. Cay quá. Không có cái gì chẳng nghe. Không có lò đốc. Sầu ít tủng. Nó cái gì bảy không muốn. Ừ, sâu quá. Chào cho thêm mà. Vừa tàu á. Là chị chịu. Có. Chúng ta tí chạy đây. Chúng ta cái móc của. Úi xưa.
Tốt nha. Cần chó như họ tay cứ để nó họ thử tí chó cho thì nó dễ cho dễ nó không đâu. Cái mùa là mùa đẻ là rồi này cái xe luôn. Chó tầm đầu nó cũ đấy là cái cửa hàng. Ơ không luộc hết thịt à? Đủ ăn à? Hả? Thế rồi. Nó có bằng này thôi à? Có đủ ăn không? Bốn cân thịt cơ mà. Để miếng kia tí nó đi lấy đi. Ngày mai. Thế lại cất đi à? Úi dồi ôi. Ăn thế thôi. À ăn mới nhiều. mới ăn dầm xong nhiều quá chán thịt à? Nhiều bẩn hút. Sợ gút à? Tại anh thắng ở khu đầu chân qua không dạy đi được chứ. Mày đâu đi làm được chứ? Ý miếng này nạc này. Các con mời qua bên đây chứ đi. Con lạc quá. Con luôn, con số to tới cùng bờ. Con gà lúc này là con mù gà. Ui, kìm. Nó thông, liền. Là con luôn. Này có thêm cả canh mướp nữa nha các bác. Thầy cho nói dành rồi. Lịch thì không chạc không. Chia đều đều tí nha anh giáo nha. Không phải bên nhiều bên ít nữa. Ăn cơm đi. Mời các bác ăn cơm đi. Chú xin ơi. Vào thôi, mời bác đi. Mời tất cả mọi người thôi. Ăn cơm thôi. Cơm đi. Ơ nồi cơm nay không nấu à? Đây, có. À thế à? Nấu hay mì đây. À đây có mèn mén này. Mèn mén của bác nào mang đi đấy? Bác Phù. À của bác Phù à? À thế à? Em báo cho em một bát mèn mén à. Ăn cho no lâu. Nặng cân. Ăn mèn mén này là béo đấy. À được, ăn được. Ui, mèn mén vẫn bao nóng à? Này hoài. Nó à? Nó. Mẹ ăn cơm cháy ăn cơm nhé. Xin đi đua đây xin. Đi đua. Đây lấy đũa ra. Con này là câu thịt chua. Sợ xa bát ớt quá không? Này khéo bát ớt này để xa quá. Cho thêm tí nước canh nhỉ. Vậy nó chung rồi biết thua rồi. Sáng. Ở nhà cháu nó này lý. Vì làm phê bò. Chắc thì nó lại nó lo mò vậy. Nè, thế à. Nóng. Mình chưa cũng nóng. Rõ mới lốt tẩy nó còn lo cho tốt hơn. Chuyển bát nước chấm. Chuyển bát nước chấm ra để còn lấy thêm bát. Vẫn bị thiếu bát này. Anh Báo ăn bát lá chuối. Chú Dìn ăn bát lá chuối. Ừ, đây có hai cái bát đây. Hai cái bát này này. Đây đi. À, đây. Mời đây. Đây. Mời các bác nha. Mời các bác ăn cơm ơi. Đây là mèn mén trắng. Ngô trắng. Ngô trắng. Ăn gì ăn luôn đi nữa. Ăn được cục chua ha chứ. Con ơi con. Nó nó. Vô cái bánh này. Vô. Lúc phải nó. Nó muốn đi ho nè. Cái đĩa này giờ tôi tổng không. Chán nước lạ à? Có canh ấy. Thành cảm ơn tìm mò con đó. Ăn nước lạ luôn. Mèn mén tràn nước lạ. À, được.
chú sọc toàn hơn. Cung, 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 bát xanh, bát trắng. Hôm qua đông thế mà còn đủ bát mà nhỉ? Thế mới đúng ăn. Cái này vừa lấy một cái đi thôi. Mình gặp tao chuông ăn tới như mua. Vì tao gà đúng. Mình ăn cái gì lâu, như mua. Cỏ luôn. Tao chua. Các cái gì tao gà đó. Nhưng mà mình phải mua không ăn nhau tao kê. Ai cho lò là còn thêm tao kê. Tao chào mà nó nói tao nói là muốn rồi lỏ cái lỏ lỏ ra lỏ nè nó giao gì tao mua giao gì mua rồi kêu gì đó cho tao mua hả cho lại bố mày. Rồng nữa. Rồng luôn. Rồng. Bạn nghe.